Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Tuấn Hưởng Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay đây, Camera Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu cho bác một con âm ly tích hợp đời mới của hãng Sumiko do công ty Anh Duy phát hành. Với con âm ly tích hợp đời mới này, các bác có thể vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke gia đình nhà mình thì cũng rất là hay. Và đặc biệt cái mức giá thành của nó rất là tốt. Bình thường các bác hay thấy em Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu với những con âm ly đài, âm ly cổ như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay em Tuấn Hưởng sẽ lên sóng giới thiệu cho bác một con âm ly đời mới vừa mới đập hộp tại cửa hàng Mê-đàm Tuấn Hưởng các bác nhé. Âm ly thì được công ty Anh Duy bảo hành lên tới 12 tháng. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Trong quá trình 1 năm 12 tháng này, các bác có bị lỗi hay bị làm sao thì công ty Anh Duy sẽ đổi mới cho các bác đây. Và bảo hành kỹ thuật cho các bác nhé, các bác yên tâm. Đấy. Bình thường các bác mua với những bộ hát karaoke khác, các bác phải thêm vang, thêm mic. Nhưng mà con âm ly này thì không. Con này thì vừa tích hợp là vừa làm vang này, vừa có mic này. Đấy, các bác chỉ cần mua với một con âm ly như thế này thôi. Các bác mang về ghép với lại đôi loa nhà mình, các bác hát karaoke gia đình nhà mình rất là hay đây. Sản phẩm thì đi gồm phiếu bảo hành hay thùng hộp đầy đủ này. Và hai cái tay mic cũng như là khiển đây các bác nhá, hay còn gọi là dây mốt. Con này thì có cái mã model là SU450, là tượng trưng cho là 450W trên một kênh với trở kháng là 8 ohm. Nên là các bác ghép với những đôi loa hát karaoke bass 30 hay bass 40, kể cả với những dòng loa full các bác nhé. Đấy, với những dòng loa full cũng rất là khỏe, 450W trên một kênh. Con này thì rất dàn, dễ sử dụng, các bác chỉ cần cắm điện vào xong là thêm vang, cắm điện vào thêm đôi loa nhà mình thôi là các bác có thể hát karaoke rồi. Đấy. Mặt mũi thì mặt màu vàng gold các bác nhá, mặt mũi màu gold rất là đẹp luôn này. Đấy. Rất dễ dàng sử dụng. Đây là cái kết nối đằng sau đây các bác nhá. Đây là cái anten của con hai con mic này. Anten bắt bluetooth này. Với con Omni này các bác có thể bắt bluetooth qua điện thoại hay là máy tính laptop này. Các bác có thể là kết hợp nghe nhạc từ chia qua cổng optical từ trên TV xuống, rất là tiện lợi. Và các bác cũng có thể chơi trực tiếp nhạc mạng LAN các bác nhé. Đấy. Rất dễ dàng sử dụng. Và các bác nào mà tài chính có khoảng tầm 20 triệu quay đầu thì các bác đầu tư lên con này. Với một con Omni như thế này thì chỉ tài chính gồm khoảng tầm 13 triệu thôi. Và các bác kết hợp thêm một đôi loa khoảng tầm 7 triệu nữa là các bác có thể hát karaoke gia đình nhà mình. Và đặc biệt con này em Tuấn Hưởng khẳng định với các bác là không bị hú, không bị rít. Khi các bác đưa hai cái mic lại gần nhau cũng như là đưa cái mic lại gần cái con Omni tích hợp đời mới này, em Tuấn Hưởng xin cam đoan với các bác là không bị hú, không bị rít với những cái bộ vang mic như thế kia các bác nhá. Đấy. Và ngoài ra thì cửa hàng Mê-đàm Tuấn Hưởng cũng còn rất nhiều các dòng loa để phối ghép với con âm ly này, để các bác có thể hát karaoke gia đình nhà mình với tài chính là 20 triệu quay đầu các bác nhé. Đấy. Và các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082-774 tới quý 1 hoặc đến trực tiếp tại số nhà 84B ngõ 8 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để xem trực tiếp tại cửa hàng Mê-đàm Tuấn Hưởng. Và video clip ngày hôm nay cửa hàng Mê-đàm Tuấn Hưởng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và lại các bác trong video tiếp theo.